Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại nói về anh chàng nhà giả sư đội lốt nhà sư để mà kiếm tiền từ bá tánh, từ những người nhẹ dạ cả tin. Thì một vài video gần đây thì cũng có nhiều người họ hiểu được một chút gì đó về Phật pháp, về những cái luật lệ đời sống xã hội của Việt Nam ở trong nước mình, chứ không giống như những người hơi cuồng tín và nhẹ dạ cả tin, cứ gặp ai mặc áo nhà sư là cứ kêu bằng thầy, nơi nào có thờ tượng Phật thắp nhang dựng lên là cứ kêu đó là chùa, và tới cúng dường vô tội giả, không cúng mà không biết mình cúng cho ai, cúng để làm gì, mục đích để làm gì nữa. Rồi một số người thì công kích lại những người hòa thượng mà có bậc học vị cao, những hòa thượng mà có tên có tuổi, đã từng cống hiến, đã từng khai tâm khai trí cho Phật giáo Việt Nam của mình. Thì một vài cái video clip mới đây đó, thậm chí là ngày hôm nay, thì có một số YouTuber đã quay thực tế rõ ràng là ngày hôm nay thì cái nhà hàng xóm bên cạnh kình cãi gì đó với lại ông anh chàng giả sư này nè, thì có lời qua tiếng lại, ôm sòm hết, rồi xô xát với nhau nữa, đánh nhau. Rồi chúng ta thấy những cái hình ảnh mà anh chàng sư giả sư này nè, đội lốt nhà sư, văn tục ra, chửi thề ra, nói chung là những lời nào mà trần tục nhất của người bình thường, họ chưa bao giờ là gọi là tu thì họ tuôn ra nha. Qua cái hình ảnh đó chúng ta thấy rõ ràng là những người là người này nè, họ không phải là nhà sư, cho nên những ai mà nhẹ dạ cả tin và hướng Phật, và chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta làm việc thiện hay là chúng ta làm một gì đó bên vực cho những người này, thì là nó đồng nghĩa là chúng ta đang bao che cái xấu. Thì chắc chắn là nếu mà chúng ta bao che những người như vậy và sau đó là nhiều người, thì những cái hình ảnh đó nó sẽ tiếp tục leo thang lên, và nó nhân ra là nhiều người, thì lúc đó là cái xã hội của mình nó sẽ bị loạn, và nó ảnh hưởng rất là lớn tới Phật giáo Việt Nam, mà nó ảnh hưởng tới những tín đồ, những đệ tử của Phật, những người Phật tử họ có tâm nguyện, tức là làm việc thiện, nói lời hay, làm việc tốt, và tâm nguyện của họ là ăn chay, không có sát sinh, tức là tâm của họ nó hướng thiện nhiều hơn, nó làm ảnh hưởng rất là lớn tới những người ăn chay. Nói chung là nó như vậy. Cho nên có một cái video clip trước đó, ông thầy này ông mới nói là ông ăn mặn thôi, còn đồ ăn chay là đồ cho chó ăn, cho mấy con chó nó ăn. Vậy thì cái đức hạnh của ông, cái người giả sư này mà mọi người cho là ông đó là thầy đó, ông đó là sư đó, thì cái lời ăn tiếng nói của ông nó như thế nào? Thực sự ra mình xem những cái video của ông này đó, thì mình thấy là ông này ông không bình thường. Ông không bình thường các bạn, có nghĩa là có một chút gì đó nó không bình thường như người bình thường. Thì chỉ có một cái gì, anh chàng này có thể là siêng ăn biếng làm, rồi lười lao động, lười vận động trí óc, lười chịu khó, không chịu khó chịu khổ, cho nên đi đến những cái chùa hay là tình cờ thấy được những cái lợi ích của mình, có thể đặt địa vị vô những nhà sư mà họ thấy những cái lợi ích đó nó nhẹ nhàng quá, nó dễ kiếm tiền quá, dễ nhận tiền từ những cái lòng từ tâm của những người hảo tâm nè, những người nhẹ dạ nè, những người hướng thiện là những người thích Phật pháp, cho rằng những ông sư là những ông hiền từ, những ông mà đóng góp cho xã hội những cái tốt, nhưng không hại ai, cho nên họ cứ tới họ cúng dường thôi, thậm chí là không biết là đồng tiền đó mồ hôi nước mắt dành dụm như thế nào, thì có nhiều người cúng dường vô tội giả luôn đó. Thì mình cũng theo dõi, mình thấy những người ở xa thập phương ba tánh, ở xa cả trăm cây số cũng về, rồi cũng xưng thầy xưng bá, rồi chụp chung ảnh rồi để lưu niệm, không hí không mình không không nghĩ là những người này
họ có một cái thái độ tức là ủng hộ ông Đội Lốt nhà sư này nè. Tức là họ cái kiến thức Phật giáo hay là cái kiến thức hướng thiện của họ, cái trách nhiệm của con người của cái xã hội này á, họ không có, mà họ giống như là họ quá nhẹ dạ cả tin luôn, cứ thấy một cái gì đó nó nổi tiếng lên hay một hiện tượng lạ vậy đó là cứ đua theo, cứ hùa theo, không biết mình đi đúng hay đi sai, mình đang làm những chuyện sai. Nói thiệt thì những người mà đã từng tới ông thầy này nè, binh vực cho ông thầy này, hay là ông gọi là ông sư đó, ông sư giả, ông Đội Lốt đó, rồi tân bốc ông nè, thì những người đó sau này mà xem lại những cái video đó mà có những cái hiện tượng đó nó xảy ra như vậy thì cũng nên nên hối cải cái bản thân của mình, tự cái thay đổi cái bản thân của mình, nó sai trầm trọng, nó trật lắc hết rồi à, nghe không? Hôm nay thì hai bên đánh nhau, ông nổi ra cái ông lộ diện nguyên hình ông lên. Thì sự việc nó như thế này, sau khi mà ông bị mấy YouTuber nó khai thác ông là về thầy chùa ăn mặn đó, thì có nhiều cộng đồng mạng tức là cái cộng đồng người Việt mình khắp nơi xem trên mạng xã hội thấy ông này thì họ bắt đầu họ chỉ trích, đúng không? Họ đưa ra những cái lý luận, những cái sai trái, những cái làm những cái điều xấu, những cái mà nó làm ảnh hưởng tới, thứ nhất là tôn giáo và Phật giáo, thứ hai nữa nó làm ảnh hưởng tới cái đời sống xã hội, nó bị rối loạn lên nha. Thì ổng mới nhắc tới rồi tấn công lại nhà sư Thích Chân Tín ở chùa Hoằng Pháp ở huyện Hóc Môn. Thì sau đó thì nhà sư Hòa Thượng Thích Chân Tín mới có câu đáp trả lời với lại đại chúng là rằng là sau khi anh chàng này á, anh tới anh xin vô trong chùa Hoằng Pháp để mà dựa vào đó, tức là bởi vì hoàn cảnh nghèo quá. Rồi thầy Thích Chân Tín thì cũng có nhận thì ông ở đó một vài năm gì đó, nhưng mà không có xuất gia, có quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo thì cũng giống như những người Phật tử bình thường, họ tới họ xin quy y Tam Bảo. Sau đó thì anh chàng này anh mới rời chùa, thì cũng có ăn có học gì đó ở trong chùa, nhưng mà thầy Thích Chân Tín thì cũng không nói rõ là ông có tốt nghiệp đại học hay chưa, thì thầy Thích Chân Tín cũng không có quan tâm tới chuyện này. Và đôi lúc thầy Thích Chân Tín cũng phát hiện người này không có bình thường như bao nhiêu người khác, có lẽ là người này có một chút gì đó về tâm lý nha. Người này có một chút về tâm lý, thứ nhất là anh này anh dựa quải ăn rơm, anh dựa vô nhà chùa, cái lòng từ bi của nhà chùa để mà anh có tiền đi học. Mà hiện tại bây giờ các bạn cũng có nhiều sinh viên họ khó khăn quá, họ cũng dựa vô chùa. Thứ nhất vô chùa cũng ăn chay, cũng xin chùa tá túc để mà học. Thì đó là nhà chùa họ cũng mở lòng từ bi, đôi khi là cứu một người còn hơn là xây 7 cái ngôi chùa chẳng hạn như vậy. Thì họ vẫn cho, họ biết rằng những cái cách lợi dụng chùa, lợi dụng những nhà sư để mà mình tá túc, để mà mình có cơm ăn, vượt qua những cái ngày khó khăn nhất để mình học thành tài. Thì những người trụ trì hay là những nhà sư đó họ phát hiện chứ không phải không, mà biết. Nhưng mà vốn cái tính từ bi, cái lòng yêu thương thì họ cưu mang, họ đùm bọc. Nhưng mà anh chàng này anh mới ra khỏi chùa ha. Anh ra khỏi chùa thì sau đó anh đi lang bạc, đi nơi này nơi kia. Thì lúc mà quy y Tam Bảo ở chùa Hoằng Pháp á, thầy Thích Chân Tín có đặt cho một cái pháp danh là Thích Tịnh Tâm, Thích Tịnh Phúc các bạn, Thích Tịnh Phúc. Nhưng mà anh này anh cũng không có lấy cái tên đó tới bây giờ. Thì sau đó anh mới rời cái chùa đi, anh mới đi lang bạc. Thì anh tự xuống, anh về nhà anh mới bắt đầu anh tự xuống tóc, tự cạo đầu rồi tự khoác áo nhà sư. Không biết là mua ở đâu hay là chôm chỉ ở đâu, thì điều đó là chỉ có anh này anh mới biết thôi. Tại vì anh chưa có được chứng nhận gì về cái giới sắc nào của trong cái giới Phật giáo cả. Anh mới đi lang bạc từ Nam ra Bắc, anh đi tới hết chùa này đi tới chùa kia. Rồi sau đó là cũng có là theo thông tin thì thầy Thích Nhân Tính là anh này cũng có nói là anh có đi qua Trung Quốc hay là một số quốc gia khác. Thì cái đi theo cái ngạch nào hay là đi theo một cái đường lối nào có thiệt hay không thì chỉ anh này biết thôi. Khi mà chẳng hạn như là cơ quan điều tra họ
họ kiểm tra hay là có một cái gì đó họ kiểm tra thì mới biết thôi. Thì còn cái miệng mình nói á, thì mình đi quốc gia này đi quốc gia kia thì ai nói cũng được ha. Thì sau đó thì một thời gian, còn một thời gian sau thì anh này cũng quay về lại chùa Hoàng Pháp ở huyện Hóc Môn, thì xin thầy chân tín là xin một cái làm giấy cho ảnh, chứng nhận cho ảnh là người xuất gia đó. Thì thầy Thích Chân Tín cũng có thẳng thắn nói là không thể được, bởi vì anh chưa phải là người xuất gia, cho nên không có thể là cấp cho một cái tờ giấy như vậy được. Thì ảnh thầy Thích Chân Tín muốn như vậy thì mình phải xuất gia ha. Thì anh này cũng đồng ý, anh này cũng đồng ý. Thì thầy Thích Chân Tín cũng có nói ra là nếu muốn xuất gia thì phải ở tại chùa Hoàng Pháp, rồi phải tập sự tu tập một thời gian là từ ít nhất là từ 6 tháng trở lên, thì lúc đó nhà chùa các thầy mới họp lại, mới ngồi lại và xét tư cách của một người muốn xuất gia thực sự, thì họ mới xét để cho xuất gia. Tức là chúng ta trong một thời gian quá trình ít nhất là 6 tháng ở trong cái chùa, ở trong chùa Hoàng Pháp, rồi học những cái nghi lễ nghi thức, học tất cả sinh hoạt đời sống của một cư sĩ ha. Thì lúc đó là chúng ta ngộ, chúng ta yêu thích thật sự về hướng tới Phật Pháp, thì lúc đó các thầy mới họp bàn với nhau và xét được tiêu chuẩn là người đó đủ điều kiện để mà xuất gia, thì lúc đó họ mới làm lễ xuất gia ha. Làm lễ mà xuống tóc rồi đó. Nhưng mà anh này thì anh cũng ban đầu anh cũng đồng ý, nhưng mà thầy Thích Chân Tín nói là anh ở vài ngày anh chịu không nổi. Anh ở vài ngày anh chịu không nổi, tại vì cái con người của anh này là anh người lang bạc, đi chỗ này đi chỗ kia, tánh khí cái kiểu cũng ngông ngông cuồng cuồng, tâm lý không có ổn định. Thì anh ở không nổi, thì các bạn có thể thấy anh chàng này như thế này là qua cái gì lộng ngôn lộng ngữ, rồi cái hành xử như vậy đấy, một cái con người nó bốc đồng như vậy, thì anh không thể nào anh ở trong được một cái ngôi chùa và anh tịnh tâm hay là anh học được những cái luật lệ của Phật giáo, của cư sĩ là một cái con người như thế nào. Đầu tiên phải học từ căn bản ra, làm sao đi đứng nằm ngồi nói chuyện nói năng này kia, rồi học kinh học kệ, phải đọc tụng kinh, phải học kinh, học gọc chuông gõ mõ ha. Thì thuộc hết rồi cũng giống như là những Phật tử bình thường, rồi sau đó mới lên một bậc rồi bắt đầu mới vô là quy y, mới xuất gia được. Anh chịu không nổi, anh này anh chịu không nổi rồi vô đó chùa để ăn chay. Vô chùa ăn chay, chùa Hoàng Pháp thì ăn chay 100% ha. Còn cái chuyện mà những ông sư nào đó ông ăn mặn đồ thì đó chúng ta bàn bạc ở một cái vấn đề sau ha. Hay là những cái khía cạnh khác, ở đây mình nói về vấn đề cái anh chàng đổi lốt nhà sư này thôi. Anh chịu không nổi anh mới rời đi ha. Thì anh rời đi thì sau này á anh mới chuyển, anh lấy cái một cái tên, anh lấy áo nhà sư đồ đó anh mặc lên, anh mới đặt cho anh một cái pháp danh rất là Thích Tâm Phúc. Bây giờ ngày xưa kia là Quy Y Tam Bảo, Quy Y Tam Bảo thì thầy Thích Chân Tín đặt cho một cái pháp danh là Thích Tịnh Phúc, nhưng mà anh này là anh đổi là anh bây giờ anh lấy là anh là Thích Tâm Phúc, tức là anh tự anh vẽ bùa anh đeo luôn, anh tự anh vẽ cho anh một cái tên, rồi áo quần cà sa hay là áo này áo nọ rồi anh đi đâu đó thập anh là anh lang bạc giang hồ, không biết là cắt chôm chĩa hay ăn cắp hay mua rẻ hay mua mắc gì đó, những cái bộ áo của những nhà sư. Bây giờ nếu mà các bạn, nếu mà chúng ta quyết định lại đó, ở video sau mình sẽ nói những cái bộ áo nhà sư nào Nam Tông Bắc Tông, hay là những cái bộ áo nhà sư nào cho cấp bậc nào cấp bậc kia, họ mặc như thế nào ha, thì nó sẽ có cái quy luật của nó. Cái tôn giáo nào cũng đều có cái luật, hay là một tổ chức nào đều có một cái luật lệ của nó cả. Tất cả mọi thứ nào, một cái đội nhóm hay là một cái công ty hay là gì đều có một cái đồng phục, mà cái đồng phục đó nó phải có thứ hạng. Chẳng hạn kỹ sư công nhân thì chẳng hạn như là công trình như đồ đều có cái mũ đó thể hiện là ông khi mà cầm đó, ông kia là công nhân bình thường, mũ vàng mũ trắng mũ đỏ mũ đen gì đó, thì họ nhìn vô họ biết là ông kia là cái nhóm kia là nhóm kỹ sư, nhóm kia là nhóm ban giám đốc ban quản lý gì đó, họ nhìn vô những cái đồng phục. Thì bên tôn giáo Phật giáo họ cũng có, đương nhiên chắc chắn là có áo nào mặc ở nhà, áo nào để mặc lễ, áo nào mặc đi ra ngoài đường, hay là những cái này cái kia đều có quy luật của nó hết. Ở đó mình sẽ bàn sau. Thì sau đó thì ông mới về nhà cái lô đất bây giờ đó là chùa đó, ông mới dựng lên, ông mới dựng lên là ông làm cái chùa. Thì lúc đó là ông lấy tên là
theo thầy Thích Chân Tín thì thầy nói là lấy tên của một vị tổ mà người sáng lập ra ra cái chùa Hoằng Pháp bây giờ đó là Ngộ Chân Tử hay gì đó. À, mình xin mọi người thông cảm là cái tên này mình không có rõ lắm ha. Ngọc Chân Tử hay là Ngộ Chân Tử gì đó, thì cái thầy đó là thầy sáng lập ra cái chùa Hoằng Pháp, người gọi là ở chùa Hoằng Pháp gọi đó là tổ của cái chùa Hoằng Pháp. Thì thầy Thích Chân Tín có liên lạc với ông này thì mới nói là không được lấy tên uy danh của những người như vậy. Thì sau đó ông mới đổi tên là chùa Hoằng Pháp Trung Ương. Đó. Cho tới bây giờ đây các bạn thấy rồi, treo bảng là nhận ăn thịt cá mắm tôm chiên cua ghẹ rùa, cái thứ gì cũng nhận đồ ăn đó. Đó, ăn cũng kiểu người tầm tục trần tục, tức là thích ăn đồ mặn thôi. Bây giờ mình nói một cái khía cạnh như thế này, ở một quốc gia hay là ở đâu đó nữa trên cái đất nước Việt Nam thì đều có cái quy luật của nó, thậm chí tôn giáo cũng vậy, hay là bên công Thiên Chúa giáo cũng vậy, công giáo cũng vậy. Khi nào mình được cất chùa, không phải là có nhiều người lầm tưởng, có nhiều người ngộ nhận nơi nào cứ gọi là chùa cứ thấy có tượng Phật thắp nhang cầu kinh đọc kinh là nơi đó là chùa, không phải. Có thể là một cái người ta, một cái nhà, một cái tư gia nó khác, một cái niệm Phật đường nó cũng là khác, một cái chùa nó hoàn toàn khác. Cho nên mọi người hồi trước kia đó là cái chỗ là cái tỉnh thất Bồng Lai đó, thì người ta cũng ngộ nhận. Rồi bây giờ phanh phui ra thì cũng bỡ tanh bành rồi. Bây giờ ông này thì có nhiều người cũng tới cũng cho là chùa. Khi nào được gọi là chùa thì cái quy luật của chính phủ Việt Nam hay là quản lý ở một cái địa phương họ có sẵn rõ ràng hết, theo luật tôn giáo hay là Phật giáo Việt Nam hay là luật của chính phủ Việt Nam cũng ban hành ra, khi nào được gọi là chùa tại cái nơi cơ sở đó ít nhất là phải có khoảng 500 hộ dân đồng loạt ký tên vô và đệ trình lên tuyến huyện, cấp huyện đó, hoặc là cấp xã đề nghị để thành lập ra một cái chùa. Rồi họ đưa cái thông tin đó lên tuyến huyện, tức là Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện họ xét, rồi họ xem xét, họ đưa lên cấp tỉnh, thì lúc đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh đó họ xét thấy là đúng nơi đó là có từ 500 hộ dân trở lên mến đạo, mộ đạo và Phật giáo, muốn thành lập cái chùa để có nơi đi về tụng kinh gõ mõ, hay là nơi đó có cần một cái vị sư nào đó trụ trì để mà khai tâm khai trí giảng đạo giảng pháp cho cái cộng đồng, cái nhóm cư dân ở đó mến mộ Phật pháp, thì lúc đó họ mới duyệt, rồi lúc đó nó mới đủ điều kiện dựng chùa ha. Nó phải có cái quy tắc như đó, chứ không phải là muốn là đem tượng Phật về là xây chùa đâu. Cho nên cũng có nhiều người ngộ nhận cứ đi tới nhà ai hay là cứ tới chỗ nào mà thấy cái khang trang vô thấy là cứ vô thấy thờ Phật tự tử lên là bắt đầu vô kêu chùa, bắt đầu tụng kinh gõ mõ hay là cái gì đó đó là một cái, và chắc chắn là cái chỗ này của cái ông này thì không đủ 500 hộ dân để mà đồng lòng cùng có một cái tâm huyết, một cái nguyện vọng là muốn thành lập chùa cho ông này đâu, mà chắc chắn không có đâu. Thì chắc chắn là giấy tờ ông này không có gì về thầy bà gì cả. Nếu mà cơ quan điều tra, chính phủ ra điều tra, nếu mà không ảnh hưởng tới Phật giáo thì chắc chắn thì cơ quan chức năng họ sẽ vào cuộc, họ sẽ điều tra có đủ tiêu chuẩn để làm chùa hay không. Còn anh tu tại gia là cái chuyện của anh. Anh thích, anh tôi mến Phật, quá tôi đem tượng, đem đồ về tôi tu tại gia thì tại vì không ảnh hưởng tới ai. Đồng kinh gõ mõ, đủ nghe một mình, đủ cho cái gia đình của mình thì thôi, thì ok. Thế còn mà phong lên là tự xưng lên là chùa chiền thì nó ảnh hưởng rõ ràng. Thứ nhất là về quản lý xã hội của nhà nước, thứ hai nữa là nó ảnh hưởng tới tôn giáo. Mà những người ngoại đạo, những người mến hoặc là những người mà yêu thích Phật giáo, mến Phật giáo chứ chưa hiểu về luật Phật giáo thì họ sẽ nhìn một cái sai ha. Họ nhìn cái sai đó, ông đó họ kêu chung chung là cái đó là cái chùa, ông đó là ông thầy, mà ông thầy chùa đó ông sai thì rõ ràng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là gì đó tôn giáo Phật giáo mà không có cái gì mà quản lý ông hay là để tùm lum tả lẻ như bao nhiêu người mà trước đây họ mà đi ví dụ như là giả dạng sư khất thực khất đồ đó, hay là giả dạng nhà sư đi xin tiền cúng dường hay là xây dựng chùa,
một thời điểm giả sư đi tới là bán đũa, bán cái đồ mà của người khuyết tật đó, rồi đi xin thiên tiền là xây dựng chùa rồi yểm biến. Thì cái người ngoại đạo và những người yêu thích Phật giáo nhưng mà họ không hiểu luật, họ chưa hiểu, thì họ mới nhìn vô cái Phật giáo là sao nó quá tầm bậy, mà vô tình là những người giả đó họ làm hư danh Phật giáo. Cho nên mình mới lên tiếng và mình cũng đồng lòng với những người ai mà nhìn nhận sáng suốt và hiểu được cái luật của Phật giáo và hiểu được cái quản lý xã hội của mình, thì chúng ta mới tìm ra được cái đúng cái sai của ông này thôi. Đó là những cái sai mà chúng ta cần phải thức tỉnh. Không phải chỗ nào cũng là chùa, chỗ nơi nào đáng là chùa. Và chắc chắn rằng khi mà chẳng hạn như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh đó xác nhận cho địa phương đó cấp của cấp xã, cấp ấp, cấp phường đó cất được cái chùa cho khoảng 500 cư dân ở chỗ đó, họ cần có một cái nơi để lui tới để mà nghe kinh, nghe thuyết pháp, nghe giảng đạo, khai tâm khai trí cho mình an nhiên trong cái cuộc sống, họ cầu mong cái an lành hướng về Phật pháp, thì Giáo hội Phật giáo của Việt Nam của tỉnh đó họ sẽ quyết định họ đề xuất, rồi cho tuyến huyện họ đề xuất những ông thầy nào đó đủ, chẳng hạn như là qua được một cái giới tỳ kheo, cũng tức là cũng giống như là ở chùa Hoằng Pháp có đào tạo ra những vị chân tu, có bài trường lớp bài bản, có trường lớp bài bản, sau khi đạt được một cái giới là giới hạnh chẳng hạn như là tỳ kheo thì mới được đi về trụ trì một cái chùa nào đó. Hay là giữ một cái cương vị, một cái chùa tạm thời, một cái chùa nào đó thôi. Còn những cái vị này có thể là phải học lên nữa, nếu có nguyện vọng học lên nữa là ra những cái lớp học cao hơn rồi ra thành giảng sư. Cho nên ra một giảng sư rất là khó, mà hiện tại bây giờ là những người gọi là đi tu hay là những vị tỳ kheo hay là gì về giữ những cái ngôi chùa làng ở những cái cấp địa phương, thứ nhất là trình độ kém, trình độ còn ít, hiểu rồi thấp, có người thì cao lắm là cỡ trung cấp thôi, nhưng mà có người thì họ không có tâm huyết về xây dựng, về học hỏi, về nghiên cứu về Phật pháp, nhưng mà có nhiều người thì lại thờ ơ, cho nên bởi vì những cái đó nó là cái mà nhẹ dạ cả tin, hay là cái mà những cái ông mà sư mà đội lốt mà nè, ông phát hiện ra được là cộng đồng người dân, những người yêu mến Phật pháp nhẹ dạ cả tin và cũng khá là dễ dàng, cho nên họ lợi dụng. Thấy giờ ai khoác áo nhà sư là cũng cứ cạo đầu, mua áo nhà sư mặc, khoác áo nhà sư lên là kêu bằng thầy, tới là tới cúng dường, chắp tay lại, nói những lời hay ý đẹp, tiền móc ra cúng dường, tức là kiếm tiền nó quá dễ. Cho nên mấy anh này anh mới bắt đầu anh trà trộn vô làm phá hội Phật giáo thôi, chứ không, cũng không có cái gì. Thứ nhất là tư lợi, thứ hai là lười ăn biếng làm, kiếm tiền dễ quá, đúng không? Rồi nặng nề hơn nữa đó là họ đang phá Phật giáo. Cho nên mình không cần phải bài trừ, cần phải nói thẳng thắn ra là như vậy. Ngày hôm nay mình xem lại cái video clip ông này, những cái video clip là ông nói tục nè, rồi ông chê bai nè, ông công kích lại những ông những thầy lớn tuổi nè, đã từng cưu mang ông nè, bữa ăn nuôi vài năm trời nha, vô xin vô sỏ không được giờ đi công kích người ta, rồi ăn bừa ăn bãi nè, kêu gọi cung cho những cái món ăn mặn nè, rồi tới bây giờ là ngày hôm nay là bị hàng xóm đánh nhau với hàng xóm, chửi trần tục, nói chung là những cái từ ngữ nó dành cho những người trần tục. Thì rõ ràng các bạn chúng ta thấy là đúng hay là sai của cái ông đội lốt nhà sư này. Cho nên chúng ta đừng có ủng hộ cái chuyện đúng, thì chúng ta nó có duyên lành hơn, đúng không? Chúng ta ủng hộ, chúng ta tâm trí chúng ta sáng suốt, chúng ta nhìn nhận cái nào đúng cái nào sai thì chúng ta đi đúng, ủng hộ đúng, tức là chúng ta đang trợ duyên của một người đang có tâm hướng với Phật pháp. Cho dù họ đi tu, có người tu kiểu nghèo,
những ông thầy ở gọi là ở tu ở làng ở đồ đó, bởi vì những người đó không có trình độ nhưng mà người ta có tâm, thì ít ra cũng có một cái tâm thiện. Còn ông này ông không có cái tâm gì hết á. Tại vì thứ nhất các bạn, nếu mà soi xét kỹ nè, từ cái ăn đi đứng nằm ngồi của một cư sĩ không có nè, tại vì ông không có học qua một cái khóa đào tạo nào cơ bản của Phật học cả. Ông thua cả những người Phật tử, những người quy y Tam Bảo, những người Phật tử đã quy y Tam Bảo còn hơn cái trình độ Phật học đó, còn hơn ổng. Tại vì ổng là người đội lốt nhà sư mà giả mà, ổng đâu biết gì đâu. Ổng mua những cái quyển kinh ABCD nào đó ổng ngồi ổng đọc thôi. Thứ nhất đi đứng nằm ngồi không phải là cư sĩ nè, ăn nói cũng không phải là của người cư sĩ nè. Rồi mới gần đây nhất là một vài video nhất của gần của những ngày Tết đây, ổng đi tụng kinh, ổng ngồi ổng tụng kinh thì cũng không phải là người biết gõ mõ tụng kinh, không biết đọc kinh luôn. Rõ ràng là ông không có một cái cơ bản nào về Phật học cả, ông không có một cái cơ bản nào về con người đi tu cả, thua cả những người quy y Tam Bảo hay những người tới Phật học kinh cơ bản thấp nhất, ở mức thấp nhất. Thấy không? Tụng kinh gõ mõ ông không được, vậy mà có người tới chắp tay xưng hô xưng thầy đủ thứ, không biết bắt cỡ, làm sao mà mình chúng ta chấp nhận được, phải không? Tụng kinh gõ mõ không biết, đọc lung tung, đọc tùm lum tá lả hết, kinh này nhảy qua kinh kia đọc bú lô xua, ông nhắm tiếng Việt ông đọc không được, ông chuyển qua Bali, ông chuyển qua Campuchia tá lả sà bùa hết, không có ra cái hồn ra día gì hết. Rồi kinh ra tiếng Việt cũng không đọc được, tụng kinh vô gõ chuông gõ mõ cũng không giống ai. Thì những cái video đó nó đã thể hiện ra rõ được là một người đội lốt nhà sư, những người giả, những người không phải là người chân tu chân chính, những người giả mượn đạo tạo đời trục lợi kiếm tiền trên danh nghĩa, mượn danh nghĩa nhà sư. Thứ hai nữa là họ là những người đi phá đạo, mà những người đi ủng hộ chưa chắc là những người tốt. Những người đi tới thần thánh hay là ca tụng ông này đó, tăng bốc ông này hay là bảo vệ cho ông này là những người chưa chắc là tốt. Một là những người kém hiểu biết, hai là những người nhẹ dạ cả tin, chưa bao giờ hiểu biết Phật pháp là gì, chưa bao giờ biết cái đời sống xã hội trong thời đại hiện nay của Việt Nam. Họ không biết về cái môi trường xã hội. Mình sống trong một xã hội phải tuân thủ theo luật, phải thượng tôn pháp luật, phải đất nước của mình, một cái xã hội nó có pháp luật quản lý, một tôn giáo nó có luật lệ của tôn giáo quản lý. Đời sống con người, nhân dân của mọi người chúng ta phải sống và tuân thủ những cái luật lệ đó, chứ không phải như ngày xưa, cái thời ăn lông ở lỗ nó khác. Cái thời đó chưa có luật pháp nhiều ha. Mình sống mình phải biết cái chuyện đó. Cho nên những người mà tăng, thứ nhất mà nói những người kém hiểu biết, tăng bốc ông này nè, bảo vệ cho ông này đó, là những người kém hiểu biết, những người không biết về Phật pháp, không biết về cái đời sống xã hội bây giờ, mà chỉ biết là gì, cứ thấy thầy chùa là tụng kinh gầm mỏ, tấn công thầy chùa là những người sai, hay là gọi là đàn áp, hay là những từ ngữ nào đó, đó là những người đó. Hai nữa là những người có ý đồ, những cái đồ họ cố ra, họ vô họ tìm cách để mà họ phá Phật giáo Việt Nam, họ làm ra những hình tượng như vậy để mà nó nổi lên, rồi nó ảnh hưởng tồi tệ tới Phật giáo Việt Nam, nó rất là tệ. Cho nên mình cũng phải góp ý, mình cũng phải là một người dân bình thường, mình cũng hướng thiện, mình cũng người là yêu Phật giáo, cho nên mình phải đứng ra, mình phải bảo vệ, mình phải nói ra những cái đúng cái sai. Thứ nhất là trong cái đời sống xã hội, thứ hai nữa là theo kiểu của tôn giáo, chúng ta phải nhìn nhận cái đúng, đúng không? Chứ không phải là đụng ai nơi chỗ nào là muốn thành lập chùa, rồi ai cũng bây giờ ai cũng cứ khoác áo nhà sư, cạo đầu ra là đi chùa hết, là thành thầy chùa hết, đúng không? Một ông thầy chùa phải có trách nhiệm là gì? Khai tâm khai trí, giảng đạo giảng pháp, chỉ bảo cho đệ tử của mình, những người Phật tử của mình, những người tới lui với chùa, xây dựng chùa, họ là những cái con ông thợ, đúng không? Họ tâm trí họ còn u mê, họ còn kém, ở quê ở đồ đó còn kém, trình độ thấp nè, tâm trí của họ hướng về Phật pháp còn kém, thì một ông sư, một ông thầy tới một cái địa phương nào, tới một cái nơi nào đó mà lập chùa để cho mình
trụ trì, mình cư ngụ, thì mình phải có trách nhiệm là gì? Làm cho nhân dân ở nơi đó họ tin tưởng vào Phật pháp, họ đi theo hướng thiện, họ đi theo một cái hướng đúng đường lối của Phật pháp, Phật giáo đã đề ra. Thứ hai nữa là phải khai tâm khai trí, những cái lời hay ý đẹp phải là những cái nào đó mình học được từ những cái lớp học của mình theo cấp độ của mức trình độ của mình mà khai thông lại cho đệ tử của mình, không? Ví dụ như là mình học võ thì mình huấn luyện viên cấp 1, cấp 2 thì mình dạy cho một cái nhóm trẻ em. Mình lên cấp 5, cấp 7 thì mình dạy cho cái nhóm huấn luyện viên. Mà lên cao nữa, trưởng môn là dạy cho những người võ sư. Nó phải có cấp bậc đó. Thì phải là một ông thầy, một huấn luyện viên hay là một ông sư thì phải có trách nhiệm thuyết pháp, giảng đạo. Mình phải đưa ra những cái chân lý đó. Mình đã nghiên cứu, phải không? Là một ông thầy phải nghiên cứu. Hằng ngày phải nghiên cứu Phật pháp, phải nghiên cứu từ cái cao siêu mà mình ngộ ra được, mình truyền lại cho đệ tử của mình để sau này họ đi lên đi họ mới xây dựng được cái cơ sở đó, nó mạnh hơn và tín đồ của mình họ tin tưởng vào Phật giáo chứ. Chứ còn không là tới chùa rồi tụng kinh gõ mõ thắp nhang bái ai làm không được, đúng không? Một người ngồi đạo, người ta tới người ta cũng làm được vậy, coi tivi hay là xem ngó qua ngó lại người ta làm cũng được vậy, cần thiết gì phải học. Nhưng mà một ông sư phải có trách nhiệm làm như vậy, dạy đi đứng nằm ngồi ăn nói ra sao khi tới chùa, lạy Phật như thế nào cho đúng, không? Kinh nào đọc chỗ nào, kinh nào đọc chỗ kia, người sống phải thờ tự như thế nào. Bây giờ các bạn chúng ta lên trên mạng xã hội cũng khá là nhiều, có nhiều vị chân tu chân chính, những người có trình độ cao họ nói, họ làm cho chúng ta khai thông ra được, thì chúng ta cái đó mà chúng ta không học lại đi theo những cái ông tào lao, ha? Khi mà ăn mặn rồi, khi mà ăn mà phàm phu tục thiểu đó, ông ăn rồi ông nổi sân nổi si lên, ăn là cái thứ là ăn nó giống như là một con thú quan vậy đó, ăn như là một cái con người nó sân si, nó không phải con người bình thường. Cho nên chính từ chỗ đó nó sanh ra sân si, không? Và cái video gần đây nhất là ông kình lộn với hàng xóm, rồi văn tục chửi thề tùm lum tá lá, không có ra dĩa gì như nhà sư. Cho nên chúng ta phải biết, thứ nhất là được như thế nào gọi là chùa, thứ hai nữa là một ông sư cư sĩ hay là một nhà sư thì phải đi đứng nằm ngồi tu như thế nào. Còn cứ gọi là ông kia là Bắc Tông, tôi là Nam Tông, tôi là Đông Tông, Bắc Tông, Tây Tông gì đó, ông mượn danh ông ní ra đi, đúng không? Ông tôi thấy ông kia Bắc Tông tôi đụng hàng, tôi sợ ông tấn công tôi kêu tôi Nam Tông, thấy ông Nam Tông tôi ní ra tôi Đông Tông, Bắc Tông gì đó. Nhưng không được, nó vẫn là cái chi nhánh của trong Phật giáo mà ra mà thôi. Đừng có vẽ ra, rồi đừng có bịa. Nếu muốn tu chân chính cho bản thân của mình, đi riêng một cái đạo của mình, tháo áo cà sa ra, mặc cái áo khác, màu khác, nói tôi tu một cái đạo khác, không ai đụng chạm tới ông ta cả. Nhưng mà đây là đằng nào ông lại ông ôm hết tượng Phật, hay là tất cả các hoạt động cung kính đồng phục áo quần của nhà chùa, ông xưng là ông danh xưng của nhà chùa, từ ngữ tất cả mọi thứ kinh kệ cũng là của Phật giáo cả. Cho nên Phật giáo nó bị ảnh hưởng. Nhưng mà những tín đồ hay là những người ngoại đạo hay là những người mà nhẹ dạ cả tin, không hiểu về Phật pháp, Phật giáo là gì đó, hay là thấy gần đây có nhiều người chỉ ban hộ niệm gì đó thôi, ban trì tụng chú trì tụng kinh Lăng Nghiêm, ban đồ gì đó tới ủng hộ rồi, thì thấy những người đó không ra gì, những người kém hiểu biết các bạn, họ kém hiểu biết, họ chỉ biết là tới tụng kinh, cho họ cũng không biết cái đúng cái sai là gì nữa. Cho nên khi mà không cần thiết, tại sao ngày xưa cái ông hay là Đức Phật hay là những vị tổ ngày xưa đó, đôi khi có nhiều ông tới cũng nói giáo lá là gì à? Tại sao là ông tu ông một có nhiều ông ngồi ông tu theo thầy theo Phật hay là theo thầy tụng kinh ngọ mỏ nghiên cứu hoài, mà tới lúc mà trao y bát là không trao cho ông đó, mà chỉ cần ông đứng vỉa hè hay là góc đường ngồi đó ông rình ông nghe là ông đó lại ngộ. Không phải, đó là cái thuyết của Phật giáo. Nhưng mà đằng sau chúng ta phải nghĩ như thế này, cái người ngộ đó là họ có một cái tâm trí khai sáng hơn những người ngồi u mê mà tụng kinh gõ mõ hàng ngày để theo học Phật. Các bạn hiểu không? Tức là những người, ví dụ này, những người như mình nói để tới
đi hộ niệm, trợ niệm hay là tụng kinh ABCD nào đó của Phật giáo đi. Họ chỉ biết tụng kinh thôi, trong đầu họ không có một cái gì về khai thông cho mình cả. Học một cái lời kinh trong trong Phật giáo nó có câu, có từ. Đôi khi người ta đọc một câu nào đó thôi, người ta ngộ ra liền. Người ta phải biến chuyển nó ra còn hàng trăm, hàng vạn nó ra. Giống như một người học võ mà học một chiêu thôi, người ta biến ra nhiều chiêu. Như vậy thôi. Còn một người mù á, thầy dạy đâu hiểu đó thôi, không dạy không hiểu nữa. Cho nên cái lịch sử của Phật giáo, tại sao họ nói ra một ông tu hoài hay là đi theo chăm chú lắng nghe, luôn luôn lắng nghe nhưng mà lâu lâu mới hiểu, phải không? Rồi đi theo trì với lại những đức tổ, nhưng mà tới lúc mà trao y bát rồi đó, thay mà thế hệ sau đó, tức là tổ thứ mấy đó, thì không trao cho ông đó. Tại vì ông đó ông u mê. Còn cái người kia tình cờ, người ta có một cái công việc khác, là một công việc khác, nhưng mà cái tâm trí của người ta sáng. Sáng ở đây tức là gì? Đó là cái thời xưa, người ta gọi là tâm trí sáng. Còn sáng thời nay, mình nói rõ ra luôn, sáng thời nay là những người có kiến thức các bạn. Một con người có trình độ, có kiến thức, khi họ đi ngang qua, nếu mà họ có hướng thiện, họ thích Phật Pháp, chỉ cần nghe một đúng một ông sư, một nhà sư nào đó giảng đạo đúng một chỗ nào đó, họ khai thông liền. Thấy không? Tại vì họ có một cái kiến thức nền tảng rồi, họ là người thông minh. Thứ nhất là người thông minh có kiến thức đời sống xã hội hiện tại, rồi họ có trau dồi cho cái tư duy của họ. Cho nên khi một cái lời đó của một ông thầy cao tăng đắc đạo nào đó họ giảng, họ ngộ. Còn cái người mà chẳng hạn như đi tới hàng ngày tụng kinh ngõ mỏ rồi, nhưng mà trong đầu họ không có suy nghĩ, họ không có nâng cao cái tầm nhận thức của mình, hoặc là không có nghiên cứu về Phật Pháp càng ngày càng cao, mà họ chỉ biết tụng kinh hướng thiện thôi, cho nên không thể nào truyền cho một cái người quanh năm suốt tháng đi theo được. Họ chỉ ở một mức đó thôi. Cho nên cái người kia cho dù họ chưa bao giờ biết Phật Pháp là gì, nhưng mà trong tâm trí của họ đã hướng về Phật Pháp, họ hướng về thiện, nhưng mà họ chưa may mắn, chưa có ai khai thông ra thôi, thì tình cờ có người khai thông họ là họ giác ngộ ngay, họ làm được ngay, đúng không? Họ làm được ngay thì rõ ràng người thầy đó sẽ sẵn sàng trao duyên cho cái người đó. Cho nên chúng ta hiểu vì sao ngày xưa kia rồi ông đức tổ đời thứ, ví dụ đi, đức tổ đời thứ ba trao cho ông đức tổ từ thứ tư, nhưng mà có 5-7 ông cùng một đệ tử, 5-7 ông đệ tử, nhưng mà tại sao trao cho một cái ông nào đó? Lý theo lịch sử rất là một cái người thầy Thích Huệ Năng hay gì đó, tổ thứ 13 hay gì đó, là trao y bát. Tại vì người đó sáng suốt, người ta sáng, người ta không có tu theo kiểu giống mấy ông kia, nhưng mà tâm trí của người ta là một người thông minh, phải không? Cách hành xử đi đứng nằm ngồi, và có một cái kỹ năng. Trong mỗi người nó có một cái kỹ năng các bạn. Người có kỹ năng diễn thuyết, người có kỹ năng làm cái này làm cái kia, nhưng anh không có kỹ năng để đưa cái tôn giáo đó lên, không có kỹ năng để diễn giả cho những bậc tín đồ của mình sau này. Thì người tổ trước họ nhìn thấy trong năm ông đó có một ông kia, cho dù ông kia là chẳng hạn ông có cái tánh khí ông ngông cuồng hay này nọ, ra đời xong ông không tu tập giống mấy ông kia, nhưng cái trí sáng suốt và cái người đó sẽ đáng được truyền bá. Tại vì cái người mà họ làm tổ hay là người võ sư, họ nhìn thấy cái đám huấn luyện viên của mình, võ sư nhìn thấy đám môn đồ của mình, ai tốt ai xấu, ai giỏi ai dở, họ biết hết. Chứ không phải là có nhiều ông mà lên cứ ngồi nói chuyện là tại sao tôi tu ngồi trong núi tu, hay là ông tu quanh năm suốt tháng thua cái ông chặt thịt heo là ông giác ngộ. Không, mỗi người nó có một cái con đường khác nhau. Họ làm việc là làm việc cho cái đời sống, nhưng mà chân tu của họ nó có sẵn, hoặc là họ nghiên cứu gì đó, họ yêu mến thực sự, khi mà có người khai thông giác ngộ liền. Chứ không phải là mình đi tu tụng kinh ngõ mỏ, cho nên có nhiều người gọi là tu mù. Tôi chỉ biết tụng kinh ngõ mỏ, nhưng mà ra nói nhăn nói cuội, rồi nói sân si tùm lum tá lạ hết. Cũng có người ta không đi tu, người ta ăn mặn, hay là người ta làm những cái chuyện mà mình xem thường, nhưng mà cái đức tính của người ta tốt, hướng thiện người ta có, chân lý của người ta có sẵn, trình độ người ta nghiên cứu một cái vấn đề khác, khi khai thông, khi người ta yêu, lúc đó họ giác ngộ. Vậy thôi, đơn giản là vậy. Cái còn bây giờ đừng có ủng hộ các bạn, là mọi người mà xem mà khi mà thấy mà cứ thấy ông thầy này á,
Ông thầy này ông ăn mặn, ăn đồ, ăn nói ngông cuồng, lọng ngôn, lọng ngữ, không giống ai hết. Tụng kinh cũng không biết tụng kinh mà xưng hô, xưng thầy, xưng ba cái gì. Đúng không? Cầm cái chuông không biết quýnh, cầm cái mỏ không biết quýnh, tụng kinh đọc không ra. Đọc giống như con nít lớp 2, lớp 3 đọc bài. Đọc tiếng Việt bí qua nhảy qua tiếng Campuchia. Bí qua nhảy qua Bali. Thiệt ra ông này ông không có đọc gì đâu, ông đọc tầm bay tầm bay, đọc đi đọc lại, đọc trật lắc hết rồi. Ô danh Phật Pháp. Nhưng mấy người này là gọi là người phá đạo đó các bạn, người phá đạo. Một á, thứ nhất là họ trục lợi ha. Họ lười ăn biến làm, siêng ăn biến làm để trục lợi bản thân, dựa dẫm vào Phật giáo, cái sự nhẹ dạ cả tin và sự dễ dãi quá của Phật giáo, kiếm ăn kiếm lợi cho mình. Thứ hai nữa là nặng hơn là họ là người phá đạo. Cho nên Phật giáo các thầy Chân Tín hay là thầy Thích Nhật Từ buộc phải lên tiếng. Đó là điều đúng, đó là điều hoàn toàn đúng. Tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp mà. Cho nên chúng ta nếu mà ai là người hướng thiện, ai là người hướng về Phật Pháp, Phật giáo đó, chúng ta yêu Phật giáo, không? Chúng ta là đệ tử của Phật, thì chúng ta phải lên tiếng, phải rõ ràng, phải trắng đen cho ra. Chúng ta phải yêu cái xã hội của mình, dưới sự quản lý của chính phủ, của xã hội, của cơ quan nhà nước, thì chúng ta phải hiểu đúng luật, nơi nào có chùa. Chùa là gì? Tại sao chúng ta tới chùa thắp nhang? Nơi nào để chúng ta thắp nhang? Nơi nào để chúng ta trao cái tâm huyết của mình quỳ lạy một ông sư? Ông nào đáng để mình chúng ta quỳ lạy? Ông nào khai thông tâm trí? Ông nào giúp đỡ cho mình trong cái tâm trí, trong đời sống hàng ngày, chật vật cả ngày cả lao động? Chúng ta tâm trí và Phật Pháp chúng ta không có. Họ khai thông cho mình, họ chỉ lối đưa đường, họ làm cho mình tâm mình thánh thiện hơn, tâm mình sáng suốt hơn. Coi như là gặp một ông sư, một ông thầy, chúng ta học được một cái bài học từ một ông đó. Ăn một bữa ăn học được một bài học, đi đứng nằm ngồi học được một bài học. Đúng không? Chúng ta còn truyền lại cho thế hệ con cháu của mình, để dìu dắt cho những người mà họ chưa yêu Phật Pháp, hay là những người mà còn mê muội, họ còn chưa hiểu một cái tinh thông, cái một cái ý sáng như vậy, thì chúng ta phải học. Chứ không phải là tới chùa thắp nhang quỳ lạy cúng dường là đủ đâu. Đó là chúng ta tu mù. Nhiều khi người ta phỉ báng Phật giáo, người ta phỉ báng những người đi thắp nhang, chúng ta cũng cười, phỉ báng chính bản thân của mình, thì chúng ta cũng đồng ý, đúng không? Đó là cái thứ nhất là nhẹ dạ cả tin. Thứ hai nữa là chưa hiểu về Phật giáo cả. Mà chúng ta là gọi là kém kiến thức. Cái xã hội hiện nay nó khác ngày xưa. Ngày xưa không học hành gì thì ai nói gì nghe nấy, nói theo một cấp độ đó thì họ khai thông theo một mức độ đó. Còn bây giờ chúng ta là người cái xã hội mới hiện đại, chúng ta có ăn có học thì chúng ta phải biết nghiên cứu, nghĩ đúng. Ông sư ông phải có trách nhiệm gì? Tới chùa, ông làm xây dựng chùa phải có cái nhiệm vụ gì? Chứ không phải là tới chùa thắp nhang rồi lấy tiền thập phương ba tánh về, mình làm chết cha ở ngoài đời, tranh giành chiếm đoạt, giành giụm, đua nhau, ganh đua nhau, ganh tị nhau, buôn chen với nhau, đem ông tiền dơ bẩn đó đem về cho chùa, rồi ông ngồi trong đó rồi ông cứ tụng kinh gõ mõ, ông ăn, ông sướng. Rõ ràng là chúng ta là tu mù, phải không? Ok, video của mình xin tạm dừng ở đây. Mình bức xúc với ông này cho nên mình sẽ nói và mình đối một cái tới lúc nào là làm sao ông này ông phải thức tỉnh, ông biết ông cái sai của ông và ông phải hồn lương, phải không? Một là ông thích Phật giáo, ông thích Phật, ông mộ đạo thì ông phải đi học chân tu, ông phải đi học cơ bản, là một người cư sĩ, đỡ làm gì, đỡ có trách nhiệm. Ông về ông phải chỉ lại cho cái đám đệ tử chứ. Ông đầu tiên là ông phải tu cái bản thân ông trước. Tất cả mọi Đức Thế Tôn hay là gì đó, những người các tôn giáo khác, họ cũng phải vậy. Họ phải tu cái bản thân của họ trước, khi đắc đạo rồi, ngộ ra rồi, họ mới truyền lại cho đám đệ tử. Thì mình cũng phải vậy chứ. Đùng một cái vía bùa mà đeo áo đi quần cho xưng thầy xưng ba lên, rồi cuối cùng kiến thức ở trong đầu mình không trống tết, không có cái gì hết, giống như một cái thằng khùng ấy. Mà nói như thầy Thích Chân Tín, người này bất bình thường, người này không có được bình thường. Ăn nói thì lỗ mãng, ăn uống thì sân si, kiến thức thì không có, mượn đạo tạo đời, cũng ra hồn ra vía vậy. Vậy mà cũng có nhiều người tới ủng hộ, có người tới không hiểu, tức là những người đó quá tệ. Ok, bye cả nhà. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.